cuộc hòa giải liên triều lịch sử đã diễn ra tại làng Đình Chiến, Bàn Môn Điếm vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 2018. Thông điệp hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt 65 năm được thể hiện qua những bước chân song hành của hai vị lãnh đạo Nam và Bắc Hàn, làm nức lòng truyền thông thế giới. Và rất vô tình, sự kiện này diễn ra gần kề với ngày tưởng niệm 30 tháng 4 năm 1975, tức 43 năm Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc. Nụ cười rạng rỡ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in vô tình làm chạnh lòng những người Việt Nam trong và ngoài nước. Rất nhiều cảm xúc khác nhau được bày tỏ. Họ chúc mừng người dân Triều Tiên, họ ca ngợi nỗ lực của hai chế độ. Họ đặt niềm tin vào cuộc sống hòa bình của người dân Triều Tiên bắt đầu từ đây. Họ đặt câu hỏi về tương lai của những bước chân bước qua lằn ranh biên giới hai miền đất. Dòng nước được hai vị lãnh đạo tưới lên cây cổ thụ có từ năm 1953 không thể làm cho họ tin vào luồng không khí trong lành sẽ đến với người dân Nam Hàn. Họ thẳng thừng buông câu, không tin vào Cộng sản. Một trong rất nhiều những người có suy nghĩ ấy là nhạc sĩ, người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, Trần Duy Đức. Sau 43 năm, sau thời gian bị giam giữ, gọi là tù cải tạo, theo cách gọi của chế độ mới lúc đó, thì niềm tin của ông vào hai từ Cộng sản hoàn toàn sụp đổ. Anh nghĩ về cái thân phận đất nước của mình ngày xưa là mình bị mắc lừa Cộng sản rồi. Thành ra anh hơi ái ngại cho cái đất nước Đại Hàn khi mà người Cộng sản Bắc Hàn họ mưu kế cái chuyện đó, họ có đều cái ý định hết á. Đều là ý định đen tối, người Cộng sản là như vậy, xưa nay mình chẳng ngạc nhiên đâu. Ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất, có một nhận định khác, mang tính lạc quan và hàm chứa thiên hướng tự do, được nhà thơ nổi tiếng Du Tử Lê bày tỏ. Tôi nghiêng về cái phía nó hơi lạc quan một tí, là căn cứ vào những sự kiện mà hai bên họ đạt được đó, là giữa Tổng thống của Nam Hàn và ông Chủ tịch của Bắc Hàn, thì tôi nghĩ là nhiều phần nó sẽ đi đến kết quả cụ thể. Cái ngay cả khi nó không có đi đến kết quả cụ thể đó, thì tôi tin rằng là cái nhân loại mà nó còn tồn tại đến ngày hôm nay đó là người ta sống bằng cái hy vọng. Có con người đó, ngoài cái nhu cầu vật chất đó, tức là cái bản năng sinh tồn đó, thì người ta còn có cái nhu cầu tinh thần đó. Và nếu người ta không có cái tinh thần lạc quan một chút hay là hy vọng một chút, thì tôi nghĩ là nhân loại không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng có thể cái cảm nhận của tôi có thể sai. Thế nhưng mà nó là một cái thứ bản năng đi, mình cứ gọi là bản năng đi. Nói theo một cách khác, hãy hy vọng. Đó là bộc bạch của kỹ sư Đỗ Thái Bình, thành viên Hội Khoa học Biển Thành phố Hồ Chí Minh, người di tản vào miền Nam từ năm 1954. Nhìn quá khứ để mà dự kiến được tương lai thì tôi cho rằng là cũng là một phương pháp đúng. Nhưng cũng chưa đủ ở chỗ rằng là chúng ta cũng phải hy vọng ở chỗ là thế giới biến chuyển rất nhiều. Và cái cuộc cách mạng, những cách mạng công nghệ, rồi cái việc mà những cái dân chủ hóa qua hình thức Facebook hay tất cả các thứ, thì chúng ta có quyền hy vọng. Nhìn lại Việt Nam, đây cũng chính là điều làm cho rất nhiều người Việt Nam trăn trở trong mấy mươi năm qua về bốn chữ hòa hợp, hòa giải. Nhạc sĩ Trần Duy Đức, dù yêu quê hương, yêu con người Việt Nam, yêu những đồng đội của ông đã vĩnh viễn nằm xuống đến bao nhiêu đi nữa, cũng không thể hy vọng vào một ngày hòa hợp. Anh cũng khó hy vọng được chuyện ở đâu. Đối với Cộng sản không thể hòa giải được với nó đâu. Đừng trông mong một cái điều mà anh nghĩ là cái điều hoang tưởng. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà mình hòa hợp, hòa giải được với người Cộng sản đâu. Tôi từng kinh nghiệm anh sống từ tù tội với Cộng sản, anh từng sống lại 4 năm. Sau ngày mình mất nước, anh cũng ít nhiều, anh rất là hiểu người Cộng sản thế nào. Đối với kỹ sư Đỗ Thái Bình, ông khách quan nhìn nhận rằng lỗi là do cả hai bên. Nhưng nếu nói rằng có một bên cần phải tích cực hơn, thì ông gọi đó là bên thắng cuộc. Thì theo tôi là bên thắng cuộc cần phải có một cái nhìn sâu sắc, ít ra mà nói thì cũng là phải làm được như Võ Văn Kiệt đã từng nói. Tức là phải có tiếp tục cái suy nghĩ của Võ Văn Kiệt. Thì tôi cho rằng là những người cầm quyền phải có những cái điều đó, là phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào cái điều này mà quyết tâm, có một cái quyết tâm. Chứ không phải chỉ có một là nghị quyết,
một vài các cái hình thức thì vẫn chưa thấy thực tâm. Nhìn nhận về vấn đề này, riêng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhà thơ Du Tử Lê cho rằng Việt Nam hiện nay bắt đầu có những cái đổi mới đáng kể. Có một số tác phẩm hải ngoại thuộc về miền Nam đã được in lại. Chẳng hạn như trước đây là họ lên án cái tự lực văn đoàn. Thế nhưng mà cách đây nhiều năm thì họ đã in lại tự lực văn đoàn một cách rất là trân trọng. Thì trong cái nhìn của tôi đó, thì cái đời sống, dù là đời sống gì chẳng hạn, chính trị hay văn học hay cá nhân, thì nó như một cái dòng nước, như một cái dòng sông đó, nó chảy tới, nó không thể đứng lại hoài được. Ngoài tác phẩm tự lực văn đoàn, nhà thơ Du Tử Lê còn nhắc đến những tác phẩm của nhà văn Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Thị Thụy Vũ và dòng nhạc bolero vốn có nguồn gốc từ Sài Gòn trước năm 1975. Nhà thơ Du Tử Lê đặt câu hỏi cho sự hòa hợp hòa giải vào hai chữ định mệnh của đất nước Việt Nam. Trong đó có cuộc chiến 43 năm trước. Mỗi một cái đất nước đó, như là con người, nó có cái định mệnh riêng của nó. Chẳng hạn như tác phẩm, chẳng hạn cuốn sách hay là bản nhạc chẳng hạn. Vâng. Nó cũng có cái định mệnh riêng của nó, huống chi là một cái đất nước. Thì tôi cho là cái đất nước Việt Nam của mình đó, nó nhiều bi kịch quá. Để từ đó, ông nói rằng có thể thế hệ của những người như ông sẽ không được nhìn thấy những đổi mới cụ thể ở Việt Nam. Thì có thể nó chỉ xảy ra khi tôi đã mất rồi. Nhưng vâng, mà tôi vẫn có một cái phần nào đó lạc quan. Dù cái lạc quan đó, tôi xin nhấn mạnh là cái lạc quan rất là dè dặt. Những ngày cuối tháng 4 năm 2018, khi người dân Nam Bắc Hàn vui mừng trước sự kiện thống nhất đất nước, thì với người Việt Nam, 43 năm qua, vẫn còn đâu đó triệu người vui, triệu người buồn, như câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân ngày này. Thì chuyện một chiếc cầu đã gãy 43 năm qua của người dân Việt Nam, liệu có được nối lại như chiếc cầu màu xanh nối liền Nam Bắc Hàn ngày nay hay không? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.